khá là nhiều bạn hỏi mình là chị ơi, kiểu chị có cái cách nào mà để dưỡng da môi, chị thường dưỡng môi như thế nào và chị có cách nào để trị thâm môi không? Thì đây chính là bí quyết của mình. Và hiện tại thì mình đang sử dụng bộ sản phẩm của nhà SkinLab. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm là cái tẩy tạp chất cho môi Honey Finger. Lip scrub này thì có hạt scrub là làm bằng đường tự nhiên và cái hạt thì cũng có size rất là vừa đủ nên sẽ rất phù hợp để tẩy da chết cho môi mà không bị làm đau da. Em này có thành phần từ tinh dầu gừng sẽ mang lại cái hương thơm dễ chịu và ngoài ra thì nó còn giúp ấm môi, sẽ thúc đẩy cái lưu thông tuần hoàn máu của môi giúp môi căng mọng hơn. Và một cái thành phần nữa đó chính là vitamin C từ mật ong. Cái này thì sẽ giúp chống oxy hóa và giúp làm sáng khỏe da, giúp làm sáng những cái vùng da mà bị tối ở trên môi của mình. Mình sẽ lấy một lượng vừa đủ để massage nhẹ lên môi của mình và sau đó thì sẽ lấy một cái khăn giấy để lau đi. Đó thì cái bước tẩy da chết cho môi này thì mình nên sử dụng là một tuần thì mình tẩy da chết từ 2 đến 3 lần thôi nha. Bước tiếp theo mà không thể thiếu đó là mình sẽ sử dụng cái oil roller của SkinLab. Cái này thì có thể sử dụng cho cả vùng thâm mắt và cả môi luôn. Sản phẩm này thì không hề sử dụng những cái chất bảo quản hay là chất tạo màu, vì vậy mình thấy rất là an toàn và đặc biệt là an toàn cho cả em bé và phụ nữ mang thai luôn. Và cái thành phần của bạn này thì cũng có rất là nhiều những thành phần từ thiên nhiên, đó là dầu gốc này, dầu olive, dầu hạt hoa trà Nhật Bản, dầu argan, dầu hạt phỉ, vân vân. Và sang đến bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng cái lip sleeping mask. Thì cái sản phẩm này mình chỉ sử dụng buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Vào sáng dậy thì mình sẽ lau lớp vào đi. Sản phẩm này thì mình thấy nó có dạng rất là đặc. Khi mà mình bôi lên môi thì cảm giác là nó đã giữ được những cái dưỡng chất ở trên môi ấy. Nó sẽ giúp thấm sâu vào môi của mình qua một đêm và mình cảm thấy là sau một đêm sử dụng thì cái đường vân môi trên môi mình nó cũng giảm hẳn và trông căng mọng hơn rất là nhiều. Đó, vậy là mình đã xong cái bước skincare cho môi của mình rồi.